Rồi, cho bạn thì khi mà nhắc tới Vivo á, mình hay là rất là nhiều người khác á sẽ nghĩ ngay đến một cái chiếc điện thoại mà có một cái thiết kế đẹp, thời trang, đặc biệt á, là về cái phần camera nó có một cái chất lượng chụp hình á, rất là được lòng những à, chị phụ nữ ha. Tuy nhiên thì với cái chiếc V40 Lite này á thì đây là cái dòng V Lite đầu tiên của nhà Vivo được bán chính hãng Việt Nam với cái mức giá bán là hơn 8 triệu thì nó lại khiến cho mình có một cái góc nhìn hoàn toàn khác về các chiếc máy này thì cái điểm mình muốn nói tới đầu tiên đó, là cái hậu tố lai like ha tức là cái chiếc máy này được vivo định hình sẵn đối tượng người dùng là những người có cái nhu cầu dễ tính hơn trong cái việc sử dụng những cái tác vụ đơn giản hàng ngày cũng như là có một cái camera chất lượng chụp bệnh đủ tốt và có một cái hiệu năng đủ mượt mà và nó sẽ ổn định lâu dài qua nhiều năm chứ không phải để mà chơi những cái game đồ họa nặng ha như vậy thì nếu bạn thuộc những đối tượng ưu tiên hàng đầu về hiệu năng để mình chơi những game nặng á, thì tới đây bạn đã có thể mình bấm dừng và bỏ qua cái video này để mình kiếm một cái chiếc điện thoại khác nó sẽ phù hợp hơn. Tiếp theo là Vivo hoàn thiện cho cái chiếc V40 Lite này á, có một cái tính bền bỉ nó cao hơn rất là nhiều nếu mà so với lại những cái mẫu V series trước đây mình đã có từng trải nghiệm qua ha khi mà nó đạt chuẩn kháng nước nè bụi bẩn á chuẩn là IP64 mình và những anh chị báo chí khi mà tham dự cái sự kiện ra mắt cái chiếc máy này á thì Vivo đã tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động tường thả rơi nè xịt nước nè mà cái chiếc V40 này á vẫn không có bị hề hấn gì và nó xài rất là bình thường ha như vậy thì khi mà bạn có xài cái chiếc V40 này á xài hàng ngày và gặp phải những cái tình huống chẳng hạn như là mình đang cầm trên tay hoặc là để trên bàn đi mà bị rơi xuống đất nè hay là nó rơi xuống vùng nước hoặc là hộ bơi đi và bạn lụm lên nhanh hay là bạn gắn lên những cái giấy đỡ điện thoại đó để mình chạy xe công nghệ và chạy kiểu như là ngoài ngoài trời nắng nè đầy gió bụi nè và mưa á, thì bạn cũng không có lo là cái chiếc V40 này bị hư hỏng ha chứ nếu mà bạn xài những cái dòng V series trước đây á hay là những cái dòng V mà không có được hoàn thiện như giống như con này á thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là lo lắng ha tuy nhiên thì cái việc hoàn thiện có một cái tính bền mỹ cao á không đồng nghĩa với cái việc là bạn lạm dụng cái chiếc V40 này để mình làm thường xuyên những cái điều đó thì chắc chắn V40 Lite nó sẽ rất là nhanh bị xuống cấp hay thậm chí là nó bị hư luôn à, bạn nó nhớ nha của bệnh tại người thì một cái điểm nó khác liên quan đến mức hoàn thiện mà có tính bền mỹ cao trên cái chiếc V40 Lite mà nó không hề thua kém những cái mô điện thoại rồi không có đá mình đã có làm rất là nhiều ha đó là nó mỏng và nó nhẹ để khi bạn cầm sau một tay á hoặc là bạn bỏ trong túi quần nè thì nó cũng rất là thoải mái và nhẹ nhàng rất là hợp lý để mà phụ huynh hoặc là những người lớn tuổi á, họ xài mỗi ngày nó rất là nhẹ nhàng ha thì cái phần khung máy thì nó được làm hoàn toàn bằng nhựa ha và dạng kiểu là mạng chrome bóng giả kim loại và nó bo công mềm mại góc như thế này đó và cái mặt lưng này á thì nó cũng là bằng nhựa luôn nha và nó sẽ có tất cả là ba cái từ chọn màu với những cái hữu khác nhau như là cái, cái chiếc V45 mình đang cầm trên tay á thì nó là một bạc titanium đó, một cái màu rất là trend ha còn để nói cái chiếc máy này á, đẹp hay là chưa đẹp á thì mỗi người sẽ có một cái góc độ góc nhìn nó khác nhau còn với mình thì cái chiếc v40 lite á là một cái chiếc máy đẹp nó không hề mang lại một cái cảm giác rẻ tiền cũng như là cái cụm camera này nè nó thiết kế rất là gọn gàng bộ trang bị nó mà khác trên cái chiếc v40 lite mà mình nghĩ á, là bạn sẽ rất là thích đó là nó có một cái pin dung lượng lớn lên tới là 5000 pin bây ha và công nghệ sạc nhanh lên tới là 80w thì mình đã có là một cái clip là mình test nhanh thực tế khi mà cái máy này nó còn là ba phần trăm pin sau đó mình sạc pin bằng chính cái cuốn sạc đi kèm theo và cái sạc cáp của nó đi kèm trong hộp á thì sau khoảng 15 phút á thì cái chiếc V40 này á nó lên được là 37 phần trăm pin và sau khoảng 30 phút á thì nó lên được là 69 phần trăm pin như vậy là nếu bạn là người chạy xe công nghệ hoặc là bạn xài điện thoại cường độ cao đi thì bạn chỉ cần ngồi mình nghỉ ngơi xíu ăn trưa nhẹ nhẹ uống cà phê đó tầm nửa tiếng hay là là phút thôi thì bạn đã có thể mình tiếp tục mình xài cái chiếc V45 này trọn vẹn một ngày. Ngoài ra thì nó có một cái chi tiết rất là thú vị và hiện tại mình thấy hình như chỉ có Vivo mới dám cam kết với người dùng thôi. Đó là trong vòng 4 năm kể từ ngày bạn mua cái chiếc Vivo V45 này á, nếu như dung lượng pin tối đa của cái máy á nó còn dưới là 80% thôi thì bạn sẽ được thay pin miễn phí à thì cái cam kết này á có thể xem như là một cái lời khẳng định cho cái chất lượng về cái độ bền của viên pin bên trong cái chiếc máy V40 này và bạn thể mình xài thoải mái mà không có lo là bị chai pin mình thì chỉ xài mới được hơn một tháng thôi năm ra là mình sẽ không thể kiểm chứng được cái yếu tố này ha nếu như mình giữ được cái chiếc máy này lâu hơn tới 4 năm đi mình sẽ xài nó và sẽ làm một cái clip uh, chia sẻ sau ha dưới đây mình đang xài cái chiếc uh, Vivo V21 phải à, không mình đã xài nó liên tục và đây là một cái máy chính luôn đó thì có thấy rằng đó là nó nó bị nứt nè rồi thậm chí là nó bị phòng pin luôn phải không đó phòng bên phòng nè rồi mình đi nắng mưa mình gắn để mình uh, xem bản đồ nếu bạn nào mà đã có xem những cái clip vlog mình đi chơi du lịch bằng xe máy đó, thì đây là cái điện thoại mình hay gắn lên cái phần giá đỡ để mình xem bản đồ đó thì nó đây ha còn với chiếc V40 Lite là nó được hoàn thiện rất là bền nha rồi chống nước chống bụi nè rồi pin được cam kết tới, tới 4 năm đó đồng ra là đây sẽ là một cái chiếc máy mình thấy là nó rất là ok về camera thì cái chiếc V45 này được trang bị một cái ống kính chính tôi giải lên tới là 50 chấm và một cái ống kính là hai chấm để mình đo chuyển ảnh chụp xóa phong thì nó sẽ không có ống kính góc siêu rộng cũng như là ống kính chụp zoom tele theo đó là bạn chỉ có cái tính năng đó là zoom thì thử hết mà thôi còn với cái phần camera trước á, thì nó sẽ có được phân giải lên tới là 32 chấm. Của đó thì V40 Lite được cũng trang bị một cái đèn flash trở sáng mà được Vivo gọi là vòng sáng Aura. Nó sẽ giúp mang lại một cái ánh sáng nó dịu và cái độ phủ của nó rộng hơn để mà khi bạn chụp uh, trong điều kiện thiếu sáng hoặc ban đêm á nó cũng sẽ tốt hơn. Thì uh, với mình nha hoặc là nếu bạn là người mà có nhu cầu cao trong cái vấn đề mình chụp ảnh á và quay về điện thoại á, thì chắc chắn cái chiếc máy v Lite này nó hoàn toàn chưa đủ đáp ứng tốt những điều kiện mình đang cần nhưng mình đã nói từ đầu rồi đây là dòng like cho nên nó là vivo chỉ tập trung nhiều hơn vào những yếu tố mà những ứng dụng cơ bản họ cần nhất tất nhiên thì cái chất lượng hình ảnh nó mang lại á, thì mình không có chê nha bạn vẫn sẽ có được những cái bức hình mà đủ tốt để mình chia sẻ cho những cái mạng xã hội hoặc là cái chi tiết nè màu sắc á, nó vẫn tốt cho nhu cầu việc như là bạn chạy xe công nghệ đi bạn chụp hình mình gửi cho khách hàng hay gì đó thì cũng rất là ổn ha còn về cái phần mà quay video đó, thì cái chiếc V45 này á, nó chỉ quay được tối đa là Full HD 30 frame thôi đâm ra là mình thấy cái chất lượng mang lại trên con này á thì nó cũng chỉ dừng lại mức trung bình chứ nó vẫn chưa thực sự là ngon nếu mà so là những cái uh, sản phẩm mà chuyên về camera đâm ra là mình chỉ tập trung nhiều nhất và mình đánh giá cao nhất đó là về cái phần chụp hình trên cái chiếc V40 này thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem tất cả những cái bức hình mình chụp bằng cái chiếc V40 này và đánh giá là ngoài cái chuyện là nó chụp hình ban ngày á thì khi mà chụp ban đêm nha cái mẹo nha nếu như bạn chụp tự động á, thì cái những bức hình đó thì nó sẽ không có được sắc nét đâu nhưng khi bạn chuyển qua cái chế độ chụp ban đêm á bạn cho khó mình giữ cái máy chừng vài giây để mà chụp phơi sáng thì cái bức hình mình thu được á, nó sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều hình nó sẽ sáng hơn nó nét hơn thậm chí là nhìn nó cũng được mắc hơn rất là nhiều khi bạn chụp bằng tự động hoặc bạn thấy mình tận dụng cái tính năng đèn aura để khi mà chụp thiếu sáng ban đêm á thì cái màu sắc nó cũng sẽ tự động nó cân chỉnh cái đèn aura này để mà khi mình chụp hình ra nó sẽ có một cái bức hình đó, nó sáng hơn và nó sẽ ổn ám nhất có thể. Về thị thì V45 được trang bị một cái màn hình AMOLED kích thước lên tới là 6,67 inch ha. Độ phân giải sẽ là Full đại cộng nè, độ số quét 120 Hz nè, độ sáng cao lên tới là 800 nit. Thì kết hợp với lại cái hệ thống loa kép á thì mình đánh giá đây là những cái thông số có thể nói là quá đủ cho người dùng cơ bản cái khả năng gọi là chống rung á thì nó vẫn khá thôi cho là mình vẫn khuyên là bạn nào mà muốn có một cái chất lượng chống rung nó tốt nhất khi bạn quay vlog đi chơi giống mình đi thì bạn nên sắm một chiếc gimbal và hơn nữa là một cái mic đó để bạn khi bạn có chia sẻ trải nghiệm giống mình đi đó thì nó sẽ ok hơn chưa hết thì cái chiếc v 40 này á nó còn được tích hợp một cái cảm biến thông minh tức là bạn vẫn có thể mình điều khiển cảm ứng là mình vuốt thao tác trên cái màn hình này á rất là nhạy mượt mà và kể có khi mà tay bạn bị ướt đi hay là bạn có xịt nước lên cái màn hình á thì khi bạn vuốt thao tác á thì nó vẫn nhận và nó vuốt cảm ứng rất là mượt mà ha đặc biệt là khi bạn đi, đi dưới trời mưa đi đó thì mình vuốt á thì nó cũng sẽ không có lo là bị loạn cảm ứng cuối cùng đó là về cái phần khả năng thì cái chiếc V40 Lite á được chuẩn bị là con chip xử lý Qualcomm Snapdragon 685 16 gram trong đó là 8 gram vật lý và 8 gram ảo á thì rõ ràng cái cấu hình này á nó không hề mạnh nha nếu mà bạn thích chơi những cái game đồ hoa nặng hiện nay, còn với những cái tác vụ như là web này, Zalo này, Facebook này, YouTube này, Instagram này, Viber này, rồi mình cài những cái app mình chạy xe công nghệ á, thì cái chiếc V40 này á, nó vẫn đáp ứng rất là tốt và rất là ổn định Điều mà những người dùng cơ bản họ sẽ cần hơn thay vì kiếm một cái chiếc điện thoại mà nó tập trung vào cấu hình thôi để mình chơi game. Tổng kết lại thì nếu bạn nhìn vào cái mức giá và cái có hình của nó có được á thì chắc chắn cái chiếc V40 Lite này ấy, nó sẽ tu thiệt khá là nhiều nếu mà so với là những cái đối thủ khác của phân khúc ha nhưng mà nếu mình nhìn ở những cái khía cạnh khác như là về cái mức hoàn thiện nè nó bền bỉ hơn rất là nhiều so với là những cái chiếc điện thoại mà nó có một cái thiết kế mỏng nhẹ như thế này hả và nó có một cái pin nó lớn nè mà sạc nhanh lên tới là 80W nhưng mà lại cực kỳ gọn gàng đó mỏng nhẹ ha và bạn sẽ có được là một cái màn hình kích thước hiển thị lớn nè rồi cấu hình tốt nè và camera đủ dùng thì mình nghĩ v40 like nó vẫn đủ tự tin để mình cạnh tranh trên thị trường thì bạn nghĩ sao về cái chiếc v40 like này cũng như là cái video này thì bạn việc comment dưới video nha và như mình nói đó nếu như là mình giữ được cái máy này lên tận 4 năm á thì mình chia sẻ các bạn kỹ hơn nha để xem coi là liệu cái pin nó có thực sự tốt như là vivo cam kết hay không ha ok rồi chào bạn